kênh Hoàng Bê Long nha. Nay em sẽ làm món ốc vặn siêu to khổng lồ. Nguyên liệu gồm xả, ớt, lá chanh, gừng. Nay trời lời đem mua 10 cân ốc, xem thử thách của mình thế nào. Rất là nhiều ốc các bạn ạ. Rất là ngon các bạn ạ. Công nhận mình mua ốc có khác. Chị Anh à? Ba bà review ốc gì bà ơi? Mày voi à? Ốc mày voi à? Ông nhớ hồ Tây. Ốc nguyên chậu. Là chỗ này phải 10 cân hả bà? 10 cân. Rồi, bà thấy chưa? Trên mặt bàn đây là món mực ống. Mình đang định cho vào hấp xà. Rất là ngon. Nó còn tươi này bạn ạ. Chị mang trả bà Chi cái bát nhé. Review. Mực hấp xả. Chị Anh chào cả nhà chị Anh ạ. Hi. Cắn. Review chị ạ. Review đi. Ôi ngon. Có gì đâu mà ngon. Quá ngon đấy. Chứ có gì mà ngon. À, cái đồ ăn gì ạ? Ốc còn ở tận đâu? Sung ngon lắm. Cái này nó chỉ sôi một lúc là được bạn. Bà là chỉ cho một nửa. Đó là gọi là món gì? Gia vị gì cả, gừng, gia vị gừng. Gừng bài đó. Như lúc mà trận đấu chúng ta bị sôi, mình đói. Còn đồng chí đó nó sôi xong mình sẽ ăn sướng vậy. Mực đã sôi. Mẹ ơi đây là cái gì đó là mẹ. Tôi tưởng rau ngót đâu mắm. Đấy mình cắt cái này nhã đậy vào rồi là ngon lành vào nhỉ. Bà Lan ơi. Mực đã chín. Ăn tầm này nó giòn luôn. Như cả mực trứng nhỉ? Như giống mực trứng nhỉ? Đây là mực trứng. Ăn đi. Mực nó bé thôi. Mực ở nhà ăn mực nhá.
luôn. Mực đã ngon. Mực này bạn là gì? Mực này là gì bà? Rượu. Bao nhiêu người làm cốc? Bà đang uống rượu đó này. Bà. Rượu đây. Tôi à. Quân đang uống rượu đây. Bà mực bà. Trong con tôi lót vào áo. Bà ra đây ngồi đi. Ôi giời ơi. Đây nhìn cảnh lót vào áo này. Mọi cảnh này hiếm có. Lúc nào quà tao vào áo lót. Này rượu này. Ôi, vào ra đây mà. Rượu thép nha. Đây bà nhìn vào camera. Thôi, mày bêu xấu tao. Bà ơi, dạ. Nào. Rô nè. Bốc tay cửa. Uống như rượu.